Bảo tàng trang sức 54 dân tộc Việt Nam và Bảo tàng Hoàng cung Triều Nguyễn trực thuộc Bảo tàng Đỗ Hùng vừa chính thức được giới thiệu tại thành phố Hồ Chí Minh. Hai bảo tàng là sự bổ sung ý nghĩa các điểm văn hóa du lịch ngay tại trung tâm thành phố, giúp công chúng có thể chiêm ngưỡng, hiểu thêm giá trị di sản văn hóa phi vật thể và di sản vật thể. Trong đó, Bảo tàng Hoàng cung Triều Nguyễn trưng bày những hiện vật của hoàng tộc nhà Nguyễn, từ những món đồ trang sức, thú vui của hoàng tử công chúa, thương nhật, cho đến những món đồ giá trị hơn phục vụ cho việc vận hành triều chính. Hàng ngàn cổ vật trưng bày trong hai bảo tàng được ông Đỗ Hùng sưu tầm và mua lại từ nhiều nguồn sưu tầm khác nhau. Những hiện vật quý giá thường được người nước ngoài sở hữu. Ông phải mua đấu giá chủ yếu từ Pháp. Đặc biệt trong lần ra mắt bảo tàng này có những cổ vật của vua Kiến Phúc trị vì năm 1883-1884 vừa được ông Hùng đấu giá từ Pháp về cũng được mang trưng bày. Tại bảo tàng này, công chúng cũng có thể quan sát nhiều hiện vật của các vị vua khác trong Triều Nguyễn như chiếc cúp mang tên Duy Tân, chiếc tủ gỗ sắt vàng 24K của vua Khải Định. Bảo tàng còn lưu giữ nhiều hiện vật của vua Bảo Đại, có thể kể đến như bộ phụ kiện văn phòng, hộp đựng chiếu thư, bộ đồ trà nước, ngọc phả hay hộp đựng, hộp trang điểm, chén đựng trang sức, sổ tay điêu khắc, bộ kinh Thiên Chúa của Hoàng hậu Nam Phương, Hoàng hậu cuối cùng của Triều Nguyễn. Ngoài ra, công chúng còn được nhìn ngắm trang phục của Hoàng Thái hậu, cung nữ, trang phục, vật dụng của quan nhất phẩm, tranh thêu, tủ, bộ bàn ghế khảm xà cừ, trang phục nhạc cụ nhã nhạc cung đình Huế, võng ngồi của hoàng tử, công chúa, vật dụng thường ngày, vân vân được sử dụng trong giai đoạn này. Còn Bảo tàng Trang sức 54 dân tộc Việt Nam trưng bày các bộ trang sức, trang phục, thể hiện quan niệm thẩm mỹ, tín ngưỡng, phong tục tập quán của 54 dân tộc anh em, từ đó khơi dậy ý thức bình đẳng, đoàn kết và tương trợ lẫn nhau để cùng phát triển, bảo vệ và giữ gìn bản sắc văn hóa đa dạng trước tác động của toàn cầu hóa. Phần lớn các loại trang sức có niên đại hơn 2.500 năm trước đến thế kỷ 20 của 54 dân tộc Việt Nam. Ban tổ chức bố trí khu vực trưng bày trang sức theo vị trí địa lý các dân tộc thường sinh sống thành một cụm vì có sự tương đồng với nhau như dân tộc Hờ Rê, Chơ Ro, Bru Văn Kiều, Cơ Tu, Gia Rai, Ra Glai, Tả Ôi, Khmer, Stiêng, Co, Cơ Ho, Ê Đê, Mờ Nông.